Alo, chào buổi sáng. Gần đây từng phản ánh những thông tin của người dân tố cáo việc bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua phương thức chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng. Các đối tượng giả danh cán bộ công an, viện kiểm soát, tòa án liên hệ điều tra, yêu cầu bị hại phải cung cấp toàn bộ danh sách tài sản, đồng thời là cũng phải chuyển tiền để chứng minh mình trong sạch. Lực lượng công an tiếp tục cảnh báo người dân về loại tội phạm thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán trái phép tài khoản ngân hàng. Tìm hiểu của phóng viên chào buổi sáng. $200 đến $400.000 một tài khoản, số lượng không giới hạn, khuyến khích mọi người mở nhiều tài khoản. Đối tượng giới thiệu mua tài khoản để thanh toán tiền trên mạng, chạy quảng cáo. Sau khi thu mua, các đối tượng tiếp tục giao bán lại thông tin tài khoản thẻ ngân hàng cho các đối tượng khác. Lên trên các hội nhóm trên Facebook, mua các số tài khoản ảo mang tên Nguyễn Mạnh Hùng, Nguyễn Công Chiến để thực hiện hành vi của mình. Giấy tờ thật, người mở thẻ là thật, được thực hiện tại ngân hàng. Thành thẻ bị mạo danh vì người dùng tài khoản và thẻ lại là người khác. Xác minh của lực lượng công an, các đối tượng sử dụng chính tài khoản thẻ ngân hàng đó vào mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đặc biệt hiện nay các loại tội phạm công nghệ cao, tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua điện thoại sử dụng nhiều tài khoản ngân hàng không chính chủ đã mua trên mạng. Khi công an tiến hành điều tra, toàn bộ thông tin về chủ tài khoản ngân hàng các bị hại đã chuyển tiền vào đều không có liên quan gì với đối tượng tội phạm. SIM được sử dụng đăng ký với ngân hàng cũng là SIM rác nên sau khi thực hiện lừa đảo, đối tượng bỏ luôn SIM. Những người được thuê hoặc bán tài khoản, thẻ ngân hàng thường là học sinh, sinh viên, người lao động có thu nhập thấp. Qua những cái vụ việc cơ quan điều tra chúng tôi làm ấy thì các tài khoản này khi mà xác minh đến cùng thì đều là do các đối tượng này là có thể là mua lại hoặc là thuê mượn lại của những cái người mà đây là những cái người không hiểu biết hoặc là sinh viên do cần tiền người ta làm mỗi cái tài khoản này mà giao cho các đối tượng là chỉ khoảng 500 đến 1 triệu đồng. Nhưng mà khi sự việc xảy ra này thì cái việc chính vì vậy trong cái việc mà chúng ta xác minh để làm đến cuối thì nó rất là khó khăn cho cơ quan điều tra. Theo công an thành phố Hà Nội, việc mua bán một tài khoản, người bán chỉ hưởng lợi vài trăm ngàn đồng đến 1 triệu đồng nhưng hậu quả lại rất lớn. Khuyến cáo người dân mà đặc biệt là học sinh sinh viên tránh cái việc là bán lại cái thông tin cá nhân của mình trên mạng hoặc là cũng thông qua hình thức trực tiếp, tại vì là cái hành vi này các đối tượng sẽ lợi dụng để mở các tài khoản ngân hàng ở các ngân hàng khác nhau, sau đó thì là bán cho các đối tượng để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, và đặc biệt là cái hành vi lừa đảo trên mạng xã hội mà thời gian qua nó diễn ra rất phức tạp. Thống kê chưa đầy đủ của Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hà Nội, từ đầu năm đến nay, lực lượng công an đã nhận được hơn 30 đơn trình báo của công dân tố cáo nhiều đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua phương thức chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng. Loại hình tội phạm này ngày càng có biểu hiện gia tăng do nhu cầu sử dụng các loại hình thanh toán tín dụng của các tổ chức cá nhân trong thực hiện giao dịch dân sự. Chúng tôi xin được nhắc lại là người dân tuyệt đối không sử dụng giấy tờ tùy thân của mình để mở hộ hoặc là bán tài khoản thanh toán thẻ cho người khác. Việc cho mượn tên, giấy tờ để làm thẻ, mở tài khoản cũng là một hình thức để tiếp tay cho các đối tượng sử dụng với mục đích phạm tội và sẽ kéo theo nhiều hệ lụy. Số điện thoại của Alo Chào Buổi Sáng là 0858 247 247. Bất cứ vấn đề gì thì quý vị cần phản ánh, hãy liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi tiếp nhận thông tin qua cả Zalo và Viber.